Xin chào quý vị và các bạn, mình tên là Khải An Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đồ chơi yêu thích. Các bạn thân mến, có rất nhiều các bộ đồ chơi thú vị và làm chúng ta thư giãn hơn sau những buổi học như là đồ chơi xếp hình, đồ chơi nấu ăn, đồ chơi bác sĩ, đồ chơi búp bê và trong đó Khải An thích nhất là đồ chơi búp bê đấy. Bởi vì Khải An coi búp bê như là một người bạn khi buồn hay vui khải ngàn luôn nói chuyện với búp bê khi đi chơi khải ngàn cũng nói chuyện với búp bê khi đi ngủ khải ngàn ôm búp bê vào lòng như em bé của khải ngàn vậy còn các bạn thì sao các bạn yêu thích nhất là bộ đồ chơi nào hãy chia sẻ cho chương trình đồ chơi yêu thích nhé cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình của ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại